của quý vị và các bạn. Nhiệm kỳ qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hướng mạnh về cơ sở để người lao động có quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn. Trong 5 năm, đã có trên 10.000 lượt đoàn viên được tư vấn pháp luật, trên 20.000 suất quà đã được trao tận tay cho công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các phong trào thi đua được các công đoàn cơ sở phát động, từ đây đã có gần 10.000 công trình sản phẩm, đề tài sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của đoàn viên và người lao động. Nhiệm kỳ tới, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn, phát huy sức mạnh tổng hợp, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Plus mới với công thức đột phá GP3 nay bổ sung 9 tỷ lợi khuẩn probiotic và chất xơ hòa tan được chứng nhận lâm sàng giúp tăng cân sau 3 tháng. Vinamilk Dialactro Plus mới hấp thu khỏe bé tăng cân.